Thầy chào các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 1 môn khoa học nhìn 7. Nội dung ôn tập gồm hai phần: A. Lý thuyết, B. Bài tập. Phần A. Lý thuyết 1. Nguyên tử. Thì trong nguyên tử gồm các hạt electron và hạt nhân. Thì electron ký hiệu là E, mỗi electron mang điện tích âm là trừ 1. Và trong hạt nhân gồm hai hạt proton và neutron. Hạt proton ký hiệu là P, mang điện tích dương là cộng 1. Hạt neutron ký hiệu là N, không mang điện tích. Và sự phân bố các electron trong lớp electron như sau: lớp trong cùng chứa tối đa 2 electron, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. Thì trong nguyên tử sẽ trung hòa về điện, như vậy số proton sẽ bằng số electron. Và các em lưu ý, khối lượng nguyên tử chính là khối lượng của một nguyên tử, được tính theo đơn vị quốc tế là AMU. Hạt proton và neutron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau, gần bằng 1 AMU. Hạt electron có khối lượng rất bé, bằng 0,00055 AMU. Như vậy, có thể xem khối lượng hạt nhân là khối lượng nguyên tử. Chúng ta sang phần 2, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thì các nguyên tố học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích của hạt nhân nguyên tử. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố học gồm ô nguyên tố, chu kỳ và nhóm. Ô nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử, ký hiệu hóa học, tên nguyên tố và khối lượng nguyên tử. Thì chu kỳ là tập hợp các nguyên tố hóa học có cùng số lớp electron trong một nguyên tử theo hàng ngang. Và số thứ tự của chu kỳ chính bằng số lớp electron. Nhóm là tập hợp các nguyên tố theo cột dọc có tính chất hóa học tương tự nhau và sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Thì trong bảng tuần hoàn, nguyên tố học gồm 8 nhóm A và 8 nhóm B, gồm 7 chu kỳ, trong đó 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn. Hơn 80% các nguyên tố học là kim loại, bao gồm một số nguyên tố nhóm A và tất cả nguyên tố nhóm B. Các em lưu ý, nhóm 8A là các nguyên tố thuộc khí hiếm. Chúng ta sang phần 3, phân tử đơn chất hợp chất. Thì phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử kết hợp với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Có hai dạng phân tử là phân tử tạo bởi một nguyên tố hóa học và phân tử tạo bởi nhiều nguyên tố hóa học. Chúng ta tính khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử, đơn vị tính là AMU. Các em lưu ý, đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học. Chúng ta sang phần 4, tốc độ. Thì định nghĩa tốc độ là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. Tốc độ chuyển động được tính bằng chiều dài quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian hay trong một khoảng thời gian xác định. Công thức tính tốc độ như sau: V bằng S chia T. Trong đó V là ký hiệu của tốc độ của vật, S là quãng đường vật đi được, T là thời gian vật đi hết quãng đường S. Dựa vào công thức V bằng S chia T thì chúng ta phải nhớ được đơn vị của tốc độ là mét trên giây.
thì đơn vị của quãng đường và thời gian tương ứng là mét và giây. Thì nếu tốc độ có đơn vị là km trên giờ, thì đơn vị của quãng đường tương ứng là km và giờ. Cách chuyển đổi đơn vị như sau. Chúng ta muốn đổi đơn vị của tốc độ mét trên giây sang km trên giờ, chúng ta nhân cho 3,6. Ngược lại, muốn đổi từ km trên giờ sang mét trên giây, chúng ta chia cho 3,6. Tiếp theo phần 5, sóng âm. Thì nguồn âm là vật dao động phát ra âm thanh, ví dụ như kèn đang thổi, trống đang được gõ. Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường được gọi là sóng âm, và sóng âm được gọi tắt là âm. Đặc điểm chung của các vật phát ra âm là đều dao động. Ví dụ đánh đàn thì bộ phận của đàn dao động phát ra âm chính là dây đàn. Khi chúng ta đánh trống thì mặt trống dao động phát ra âm thanh. Khi chúng ta thổi sáo thì cột khí trong ống sáo dao động phát ra âm thanh. Thì chất rắn, chất lỏng, chất khí là những môi trường có thể truyền âm, và chân không không thể truyền âm. Tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí. Phần 6, độ cao của âm. Thì tần số là số dao động trong một giây. Đơn vị của tần số là hertz, ký hiệu là Hz. Các em lưu ý, tai người có thể nghe được âm trong khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz. Nhỏ hơn 20Hz là hạ âm, lớn hơn 20.000Hz gọi là siêu âm. Thì độ cao của âm có mối liên hệ với tần số như sau. Âm phát ra càng cao thì tần số dao động càng lớn. Âm phát ra càng thấp thì tần số dao động càng nhỏ. Độ to của âm. Thì biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. Mối liên hệ của độ to của âm với biên độ dao động như sau. Biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. Biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng nhỏ. Chúng ta sang phần 8, phản xạ âm chống ô nhiễm tiếng ồn. Thì âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một vật cản. Để hình thành được tiếng vang, thì tiếng vang được hình thành khi âm phản xạ nghe được chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai ta ít nhất 1 phần 15 giây. Những vật phản xạ âm tốt hay được gọi là vật hấp thụ âm kém là những vật cứng có bề mặt nhẵn, ví dụ như mặt gương, mặt đá hoa, tường gạch. Vật phản xạ âm kém hay được gọi là vật hấp thụ âm tốt là những vật mềm, xốp, có bề mặt gồ ghề, ví dụ như miếng xốp, áo len, ghế đệm mút. Ô nhiễm tiếng ồn. Thì ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động của con người. Để chống ô nhiễm tiếng ồn có một số biện pháp như sau. Thứ nhất, tác động vào nguồn âm. Thứ hai, làm phân tán âm trên đường truyền của nó. Thứ ba, ngăn chặn đường truyền âm bằng cách sử dụng vật liệu cách âm. Bài tập. Trước khi làm bài tập, thầy có một số lưu ý như sau. Thì trong hợp chất, hóa trị của hydrogen luôn là 1, hóa trị của oxygen luôn là 2. Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử, đơn vị là AMU. Công thức chung của phân tử có dạng là AXBY.
Trong đó AB là ký hiệu nguyên tố, XY là chỉ số của số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử. Nếu chỉ số bằng 1 thì quy ước là không ghi. Lưu ý tiếp theo là tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất. Với hợp chất AXBY, ta có phần trăm của nguyên tố A bằng khối lượng nguyên tử của A nhân với chỉ số X chia cho khối lượng phân tử của AXBY nhân cho 100%. Quy tắc hóa trị thì trong công thức AXBY, trong đó XY là chỉ số, A nhỏ B nhỏ là hóa trị tương ứng của nguyên tố AB, thì theo quy tắc hóa trị ta có A nhân X bằng B nhân Y. Thì dựa vào quy tắc hóa trị chúng ta tính được tỷ lệ X chia Y, từ đó suy ra công thức hóa học của hợp chất. Lưu ý tiếp theo là tần số dao động chính bằng số dao động chia cho thời gian. Thời gian ở đây được tính bằng giây và đơn vị của tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Chúng ta vào bài tập. Bài tập 1. X là một nguyên tố ở ô số 13 thuộc chu kỳ 3, nhóm 3A trong bảng tuần hoàn. Hãy xác định điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron lớp ngoài cùng của X, vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử của X. Thì để xác định được điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, chúng ta lưu ý X là ô ở ô số 13 thì như vậy điện tích hạt nhân sẽ là cộng 13. Điện tích hạt nhân là cộng 13 thì như vậy số electron sẽ bằng 13. X thuộc chu kỳ 3. Như vậy số lớp electron sẽ là 3 lớp. X ở nhóm 3A, như vậy số electron lớp ngoài cùng của X sẽ là 3. Sau đây là mô hình cấu tạo nguyên tử của X. Diện tích là cộng 13 và có 13 electron. Các em lưu ý sự phân bố các lớp electron. Hai, cho các chất có công thức hóa học sau H2O, H2SO4, N2, H3PO4, CaCl2. Câu A, xác định phân tử nào là phân tử đơn chất, phân tử hợp chất, chấm hỏi vì sao. Thì để trả lời được câu hỏi này, các em phải nhớ được khái niệm đơn chất và khái niệm hợp chất. Thì chúng ta có CaCl2 là hợp chất vì phân tử được tạo thành bởi hai nguyên tố là Ca và Cl. N2 là đơn chất vì phân tử được tạo thành chỉ gồm một nguyên tố là N. Còn các chất như H2O, H2SO4, H3PO4, các em tự phân biệt. Câu B, tính khối lượng của các phân tử CaCl2, H2S, H3PO4 cho biết khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố. Thì chúng ta có CaCl2 được cấu tạo bởi một nguyên tử Ca và hai nguyên tử Cl. Thì khối lượng phân tử như sau: 40 cộng với 35,5 nhân 2 bằng 111 AMU. Câu C, tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong phân tử CaCl2. Thì phần trăm của Ca bằng khối lượng nguyên tử của Ca nhân cho 1 chia cho khối lượng phân tử của CaCl2 và nhân cho 100%. Chúng ta thay số vào bằng 40 chia 111 nhân 100% bằng 36%. Như vậy từ đó suy ra phần trăm của Cl bằng 100% trừ đi 36% bằng 64%.
Còn phân tử H2S, H3PO4 tương tự các em tự làm. Bài 3. Xác định công thức hóa học của potassium oxide gồm với 1 potassium hóa trị 1 và oxygen. Thì chúng ta gọi công thức hóa học của potassium oxide là KXOY, trong đó potassium là hóa trị 1, oxygen là hóa trị 2. Theo quy tắc hóa trị ta có 1 nhân X bằng 2 nhân Y, tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 1 bằng 2/1, và chúng ta chọn X bằng 2 và Y bằng 1. Từ đó suy ra công thức hóa học của potassium oxide là K2O. Câu B, sulfur trioxide tạo bởi sulfur hóa trị 6 và oxygen, chúng ta tự làm. Tiếp theo sang bài 4, đổi đơn vị 54 km/h bằng bao nhiêu mét trên giây, 4 m/s bằng bao nhiêu km/h. Thì muốn đổi từ km/h sang mét trên giây, chúng ta chia cho 3,6 và bằng 15 m/s. Muốn đổi từ mét trên giây sang km/h, chúng ta nhân cho 3,6 bằng 14,4 km/h. Hai ý còn lại chúng ta tự làm. Bài 5. Một học sinh đi từ nhà đến trường bằng xe đạp với tốc độ không đổi, xuất phát từ nhà lúc 6 giờ 45 min đến trường lúc 7 giờ 15 min. Biết quãng đường từ nhà bạn đó đến trường dài 5 km, tính tốc độ của bạn đó ra km/h và m/s. Thì trước khi làm bài này chúng ta phải tóm tắt. Thì thời gian chúng ta tính được bằng 7 giờ 15 min trừ 6 giờ 45 min bằng 30 min. Các em lưu ý chúng ta phải đổi ra giờ vì quãng đường là km. Và để cho S bằng 5 km, chúng ta sẽ tính tốc độ theo đơn vị km/h và m/s. Thì bài giải như sau, tốc độ đi xe đạp của bạn đó là V bằng S chia T, 5 chia cho 0,5 bằng 10 km/h. Lưu ý trong quá trình làm bài chúng ta phải có công thức. Và đổi 10 km/h bằng 2,8 m/s. Tiếp theo bài số 6. Lúc 8 giờ 30 min, bạn A đi bộ từ nhà đến siêu thị với tốc độ 4,8 km/h. Biết quãng đường từ nhà bạn A đến siêu thị dài 2,4 km. Hỏi bạn A đến siêu thị lúc mấy giờ? Thì trước khi giải, chúng ta cũng phải tóm tắt. Để cho tốc độ bằng 4,8 km/h, quãng đường 2,4 km, và chúng ta tính thời gian. Bài giải. Các em lưu ý trong quá trình làm phải có lời giải và phải ghi đầy đủ công thức. Tiếp theo câu 7. Bạn B đi xe đạp từ nhà đến trường với tốc độ 12 km/h, hết 20 min, tính quãng đường từ nhà bạn B đến trường. Chúng ta phải tóm tắt và bài giải. Tiếp theo câu số 8. Vật A trong 5 phút thực hiện được 6.300 dao động. Vật B trong 2 phút thực hiện được 600 dao động. Câu A tính tần số dao động của vật A và vật B. Câu B, trong hai vật trên, vật nào phát ra âm thấp hơn, vì sao? Tai người nghe được âm của vật nào phát ra, vì sao? Chúng ta giải như sau. Đầu tiên, chúng ta phải đổi 5 phút bằng 300 giây, 2 phút bằng 120 giây.
Và chúng ta sẽ tính được tần số dao động của vật A là 6300 chia cho 300 bằng 21 Hz. Tương tự, tần số dao động vật B là 5 Hz. Các em lưu ý trong quá trình làm bài phải ghi đầy đủ đơn vị. Câu B, vật B phát ra âm thấp hơn vì tần số dao động của vật B nhỏ hơn tần số dao động của vật A, 5 Hz nhỏ hơn 20 Hz. Câu C, tai người nghe được âm do vật B phát ra vì tần số dao động của vật B nằm trong khoảng từ 20 Hz đến 20.000 Hz mà tai người nghe được. Tiếp theo, bài số 9, cho bảng mô tả chuyển động của ô tô. Câu A, vẽ đồ thị quãng đường thời gian chuyển động của ô tô. Câu B, thời gian nghỉ của ô tô là bao lâu. Câu C, thời gian ô tô bắt đầu đi đến thời gian nghỉ là bao nhiêu. Và quãng đường đi được là bao nhiêu mét. Tính tốc độ của ô tô tại thời gian bằng 8 giây. Và vẽ đồ thị thời gian chuyển động của ô tô. Thì để vẽ được đồ thị, chúng ta phải dựa vào bảng số liệu. Đầu tiên, chúng ta vẽ hai trục vuông góc với nhau. Lưu ý, trục nằm ngang là trục thời gian OT. Trục thẳng đứng là trục quãng đường OS. Và các em phải chia tỷ lệ thích hợp theo bài cho. Tiếp theo, chúng ta xác định các điểm thời gian và quãng đường tương ứng. Điểm đầu tiên là 0,0. Điểm thứ hai là 2,10. Điểm thứ ba là 4,20. Điểm thứ tư là 6,20. Điểm thứ năm là 8,30. Và điểm thứ sáu là 10,40. Sau đó, chúng ta dùng thước nối các điểm lại với nhau. Như vậy, chúng ta đã được đồ thị quãng đường thời gian chuyển động của ô tô. Câu B, thời gian nghỉ của ô tô là bao lâu? Thì để xác định được thời gian nghỉ của ô tô là bao lâu, chúng ta phải nhìn trên đồ thị. Thì trên đồ thị, những đoạn thẳng nằm ngang chính là thời gian nghỉ của ô tô. Như vậy, ô tô nghỉ lúc 4 giây cho đến lúc 6 giây. Như vậy, thời gian nghỉ là 2 giây. Câu C, thời gian ô tô bắt đầu đi cho đến thời gian nghỉ là bao nhiêu? Và quãng đường đó đi được là bao nhiêu mét? Thì tương tự, chúng ta cũng nhìn vào đồ thị để chúng ta xác định thời gian ô tô bắt đầu đi là 0 giây cho đến thời gian nghỉ là 4 giây. Như vậy, thời gian ô tô bắt đầu đi cho đến thời gian nghỉ là 4 giây. Và quãng đường đó đi được thì ô tô bắt đầu đi là 0 mét cho tới lúc nghỉ là 20 mét. Vậy quãng đường đi được là 20 mét. Câu D, tính tốc độ của ô tô tại thời gian T bằng 8 giây. Thì nhìn vào đồ thị chúng ta thấy thời gian T bằng 8 giây tương ứng với quãng đường đi được là 30 mét. Như vậy chúng ta dựa vào công thức tính tốc độ của ô tô V bằng S chia T thay số bằng 3,75 mét trên giây. Như vậy, nội dung ôn tập của thầy đến đây là kết thúc. Các em lưu ý ôn kỹ phần lý thuyết và làm các dạng bài tập. Chào các em, chúc các em thi thật tốt.